Năm trong rượu ngâm lại chào tất cả các bác. Sau khi từ Hà Nội về thì em lại bắt đầu với công việc đóng hàng và mang giao hàng cho khách đây các bạn. Em lại nhẹ nhàng với đơn hàng thiếu nữ đồng đồng. Cái món này cũng mang hương vị của dưa rơm nếp nên là rất nhiều người ưa chuộng. Đấy, nhẹ nhàng đơn hàng của em 50 lít rồi em lại lên đường giao hàng này các bác nhá. Các bác chỉ cần alo thôi và đặt loại rượu thôi em ship tận nơi cho các bác. Em mùa này thì em cứ chạy như con thoi luôn. Nhưng mà các bác cần rượu ngon thì chỉ việc alo thôi. Ở đâu em có thể ship được nhá. Lại mình em với con chiến mã lên đường, vừa gửi xe ô tô đi cho khách cũng vừa đi giao hàng trực tiếp luôn. Đấy, vẫn là em với con chiến mã đi giao hàng khắp muôn nơi. Đường làng em phải dốc thênh thang luôn nhá. Và những chuyến hàng lại cứ nối đuôi nhau ra đi. Tại Nam Trọng đang đứng chờ xe qua để bốc hàng của Nam Trọng. Em vừa bán hàng kia món người vận chuyển nên là các đầu mối đi khắp các tỉnh em được chuyển được hàng hết. Thế là các bác chỉ cần lo mồi nhậu, rượu ngon để em ship tận nơi các bác ok nhá. Hãy alo em 032 666 1 số 7 để được có rượu ngon uống cũng như để được nhận được sự phục vụ nhiệt tình chu đáo từ Nam Trọng rượu ngâm nhá. Góc đường quen thuộc để đứng chờ xe qua đón đây. Thời tiết hôm nay khá là dễ chịu. Hàng đã lên xe lên đấy vội như giả cương nhá. Ok, đã xong kèo. Đấy, rượu của Nam Trọng lên đường nhá. Các bác cần chờ nhận lấy nhá. Và em lại đi tiếp tục giao hai can này. Một can đã lên xe và hai can này thì trực tiếp Nam Trọng đi ship. Em Nam Trọng rượu ngâm chào tất cả mọi người nhá. Em lên đường đi ship hàng đã. Các bác nhớ là cần rượu ngon thì chỉ việc alo cho em thôi là em ship tận nơi cho các bác, bất kể thời tiết, thời gian hay địa hình địa lý nhá. Em Nam Trọng lên đường này. Chúc mọi người chuẩn bị có bữa trưa ngon miệng nhá. Chào tất cả mọi người. Em lại lên đường giao hàng đến tận tay khách hàng nhá. Chúc mọi người luôn luôn vui mạnh khỏe và nhớ là cần rượu ngon, rượu chuẩn, rượu sạch uống đảm bảo cho sức khỏe, liên hệ em Nam Trọng nhá.